Ai đi xem nó được hết. Thế là cũng, cũng ông thầy này cũng ông ừ. Ông đấy là ông vừa thầy vừa mình đang không có thời gian đi đâu. Ông thầy này là ông thầy của Chu Yến chúng mời. Không, ông thầy của Hoàng Anh ở mãi trên Hà Nội, Hoàng Anh riêng. Thì ông béo béo mà. Ông béo, ông béo cũng khác cái ông kia. Đây là hai ông cùng đúng không? Đâu khác nhau. Nay có cái ông ấy đâu. Cái thằng này nó mang ông Hà Nội về. Cái này vào chỗ hình như chỗ kia có rẻ mấy áo sạch được, cái này nó dễ thôi đi. Đây này. Còn nhà thằng Yến thì chỗ cái nhau chỗ cùng có rẻ đấy. Không bỏ răng trên trên này nữa. Nguyễn nó đi du lịch thằng hướng đi du lịch không biết. Vừa rồi chú Hoàng Anh chú bảo là cái cả một ông nuôi này chuẩn như cái bà không cả hỏi bộ bộ đã có trường con rồi đây chống tặng rồi thế xong mới kể bộ có biết gì đâu thế xong mới tặng không bảo mẹ à, không về hôm qua sao sao mẹ biết mẹ ai sao kể mẹ mới biết sáng hôm nay bố mày đi chợ à đi thể dục thì mới vào cái chỗ cô Liên thế cô mới bảo chưa? Cô ấy bảo rằng là hôm nay Hoàng Anh về cũng đền hạ bồi hoàn long mạch thế nhưng hôm nay nó bảo nó làm hết rồi tắt tắt thì cũng còn làm hết thế nó chỉ dẫn cho thằng Yến với lại thằng hứa ra từ cái trưởng thời trưởng hứa đấy mang cả can đấy thế xong xong rồi sao chị bỏ Hoàng Anh rồi chị không biết gì cả chị biết thì cũng chỉ cũng chỉ phải vào tặng quá không nhỉ tặng nó không bảo thế xong bảo là em cũng biết anh chị bây giờ là yếu rồi thì thôi em bây giờ có cái việc gì thì em cứ điện cho đội trẻ Uyên tặng nhưng mà thế bảo thế chắc thì nó chị nói gì vẫn giấy á cứ tưởng thấy thế xong nó bảo tôi là cứ biết gì cứ làm thế thầy bảo là đậu đậu nóng mặt thế là về ông làm cho 3 tiếng đồng hồ à từ khi 3 giờ nữa nước là tan chứ à được nước là lọ chứ còn đang quay trên kia rồi có đấy cần đấy còn nào thôi.